Các bạn, hôm nay thì máy xong anh sẽ giới thiệu với các bạn chiếc máy phát điện thương hiệu Begas, có công suất là 2,8 đến 3 kg, mã là BGA 3800. Thì nếu mà nhìn bề ngoài vỏ thùng này ra rất là chắc chắn, có thể để vật nặng lên trên không sao. Đây, sau đây chúng ta sẽ mở máy luôn nữa để xem. Trong máy thì bao gồm 4 chân cao su này, 2 chiếc phích cắm điện ra, 1 bộ tháo lắp buji và 1 bộ kẹp để lấy điện một chiều. Đây là mặt trước của máy chúng ta. Ở mặt trước thì chúng ta có công tắc đóng mở này, hai ổ lấy điện, công tắc điện, đồng hồ đo vôn và hai cực âm dương của điện một chiều. Bên trên chúng ta có bình xăng và máy của chúng ta chạy động cơ Begas 7.5 HP, làm ma bằng gió. Và đây là máy cầm tay. Sau đây tôi sẽ đổ xăng và nhớt vào để thử máy cho quý vị và các bạn xem. Chúng ta đổ nhớt vào phần động cơ. Có một nút đen đây, chúng ta có thể nhìn gần vào. Đây là phần đổ nhớt của chúng ta, đây là quay thăm nhớt. Ở bên trong máy thì đã có nhớt bảo quản, nó chỉ khoảng tầm 1-2 mm. Để mà an toàn thì chúng ta sẽ để ngang máy. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy nhớt ở bên trong tràn ra đến cửa, hoặc là chúng ta dùng que thăm. Rồi. Bởi vì chiếc máy này có đèn báo nhớt nên là khi mà nhớt chúng ta không đủ thì máy sẽ không khởi động được. Tiếp đến chúng ta sẽ đổ xăng vào. Chúng ta sẽ giật đến ba một vài cái. Lưu ý là khi mà chúng ta đổ xăng nhớt và chuẩn bị khởi động, chúng ta kiểm tra van xăng ở chế độ on là nó sẽ được đứng. Đây là lê gió. Lê gió theo chiều đó là gạt sang bên phải là chúng ta sẽ mở và gạt sang bên trái chúng ta đóng. Bình thường chúng ta sẽ để mở. Đây. Có thể thấy là đồng hồ chúng ta nó đang chỉ đúng 220 V. Tiếp đến là chúng ta sẽ kiểm tra tạm thời, chúng ta sẽ tắt máy một lúc để bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái công suất của máy, là chúng ta sẽ thử bằng hai chiếc máy xịt rửa tự động, một là Nakamax và một Hyundai. Thì chiếc Nakamax của chúng ta là có công suất là 1600 W. Tiếp đến là một chiếc
Hyundai còn cho là 1500W, tính tổng ra là 3100W rồi. Vượt quá với công suất của máy cho phép là khoảng tầm 0,1 kW, thì chúng ta vẫn cứ thử để xem cái thực tế nó hoạt động có vượt ngưỡng cho phép không. Khi mà khó nổ thì chúng ta sẽ đóng gió lại, giật nổ thì chúng ta sẽ bật lại vào luôn. Ta sẽ bật thử máy, ta sẽ bật thử hai máy. Vừa rồi thì chúng ta đã kiểm tra xong cái công suất của máy, thì máy ở 3100W thì máy vẫn hơi kêu to một chút, nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng đủ từ 2,8 đến 3 kg thì máy có lẽ là sẽ ổn định hơn. Thì qua đây chúng ta có thể thấy là chiếc máy này chúng ta là ghi đủ đúng công suất như là trên máy đã ghi. Thì các bạn có thể sử dụng thử chiếc máy này, bởi vì chiếc máy này thì qua chúng tôi sử dụng thì nó rất là bền. Mức giá của nó thì cũng tương đương với một số những cái dòng máy như là Seiko và Honda hiện nay. Thì cơ bản là chiếc máy này thì nó nhỏ gọn hơn, nên là quý vị các bạn có thể an tâm về việc sử dụng máy và rất là dễ dàng vận chuyển đi những nơi khác. Thì cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi cái video của chúng tôi. Các bạn có thể like hoặc share cái kênh, cái video của chúng tôi để có thể xem nhiều cái video review sản phẩm hơn nữa.